đó chính là Aerovit Tone Up Sunscreen, là loại kem chống nắng nâng tông da. Trong túi Mi thì lúc nào cũng có hai em này. Khi đi đâu mà Mi không cần phải make up cầu kỳ thì Mi sẽ sử dụng loại nâng tông da. Khi mà Mi bôi lên thì Mi sẽ có cảm giác là đẹp hơn, sáng bóng hơn, mịn màng hơn, giống như là da của các diễn viên Hàn Quốc mà mọi người hay xem ở trong phim ấy. Và ngay bây giờ thì Mi sẽ thử bôi lên tay Aerovit Tone Up Sunscreen để mọi người có thể nhìn thấy chất kem và màu kem khi thoa lên da như thế nào nhé. Rất là xinh luôn. Chất kem cũng vô cùng mượt, thẩm thấu nhanh, không hề bị nhờn rít, lâu trôi và mùi thơm vô cùng dễ chịu. Điểm đặc biệt của kem chống nắng phổ rộng nâng tông Aerovit Tone Up Sunscreen đó chính là khả năng bảo vệ chống nắng hoàn hảo, vượt trội với chỉ số là SPF 50, PA+, ngăn chặn được tia tử ngoại, tia cực tím, ánh sáng xanh và ngăn chặn được cả những tác nhân có hại cho làn da. Vậy là những gì muốn nói thì Vi cũng đều đã chia sẻ rồi. Hy vọng là kem chống nắng Aerovit sẽ là một người bạn đồng hành của các chị em phụ nữ trong công cuộc chống nắng nhé.